Cô chào các em học sinh khối 9. Hôm nay cô trò mình học tiết tự chọn môn tiếng Anh. Now period 52, adverbs color of presence. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Now the first conjunctions of presence. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do thì gồm có các liên từ như sau. Liên từ thứ nhất đó là because, có nghĩa là vì hoặc là bởi vì. Là for example, I'm studying hard because I want to pass my exams. Tôi đang học chăm chỉ bởi vì tôi muốn đỗ kỳ thi. Vậy lý do học chăm chỉ bởi vì mình muốn đỗ kỳ thi. Ngoài ra còn có liên từ đó là since. Since cũng có nghĩa là vì hoặc là bởi vì. Và từ since này chúng ta gặp ở trong thì hiện tại hoàn thành thì có nghĩa là từ hoặc là từ khi. For example, he sold the car since it was too old. Anh ấy đã bán chiếc ô tô bởi vì nó quá cũ. À, lý do bán ô tô bởi vì nó quá cũ. Ngoài ra còn có liên từ đó là as. E bằng với in as much as cũng có nghĩa là vì hoặc là bởi vì. For example, as you are the oldest, you can go first. À, bởi vì bạn già nhất cho nên bạn có thể đi trước. Vậy lý do bạn có thể đi trước bởi vì bạn già nhất. Vậy chúng ta thấy qua ba ví dụ này, các em thấy sau because hoặc sau since hoặc sau as chúng ta thấy có xuất hiện là chủ ngữ cộng với động từ hoặc có thể là chủ ngữ cộng với to be. Vậy chủ ngữ cộng động từ hoặc to be ở đây chính là một mệnh đề. Có nghĩa là sau because, sau since, sau as hoặc là in as much as phải là một mệnh đề. Vậy chúng ta có công thức như sau. Because hoặc since hoặc as cộng với một clause. Trong clause có nghĩa là bao gồm chủ ngữ động từ hoặc không dùng động từ thì có thể thay thế là to be. Và sau đó là main clause là mệnh đề chính. Các em có thể để mệnh đề chính đứng sau mệnh đề chỉ lý do thì giữa hai mệnh đề các em phải lưu ý đặt dấu phẩy. Hoặc ngược lại, các em để mệnh đề chính lên trước mệnh đề chỉ lý do thì lúc này chúng ta không cần dấu phẩy. Vậy các em lưu ý dấu cho mệnh đề chỉ. Các em chuyển sang phần thứ hai, reduction of clause of reasons. Đó là cách rút gọn mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Ở phần 1 cô đã dạy các em trong mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do gồm có các liên từ như là because, as hoặc là since. Nhưng ở mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do còn có các liên từ nữa đó là because of, due to hoặc là owing to. Và sau các liên từ này không phải là mệnh đề mà sẽ gồm có now or now phrase or verb in. Sẽ làm sau các liên từ này sẽ là một danh từ hoặc là cụm danh từ hay là một động từ thêm in. Các liên từ này cũng có nghĩa là vì hoặc là bởi vì. Vậy có những cách biến đổi từ mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do sang cụm từ chỉ lý do. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em có 5 cách. Cách thứ nhất, các em xét ví dụ thứ nhất. Because he is sick, he can't go to school. À, sau because đây chúng ta thấy xuất hiện thành phần he ở đây là đại từ nhân xưng, đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Is là to be và sick ở đây là danh tính từ. Các em sẽ biến đổi từ because này sang because of như sau. Các em sẽ đổi he đại từ nhân xưng sang tính từ sở hữu là his. Thì thường sau tính từ sở hữu phải là một danh từ. Chính vì thế từ sick này là tính từ, các em đổi sang danh từ bằng cách thêm đuôi -ness. Và nếu trong câu có to be, các em hãy bỏ to be đi cho cô. Mệnh đề chính các em giữ nguyên. Và lưu ý cách biến đổi từ tính từ sang danh từ. Thông thường là ta thêm đuôi -ness vào sau tính từ. Nhưng một số tính từ khi đổi sang danh từ nó lại có dạng khác biệt. Ví dụ như là từ difficult tận cùng là chữ T. Khi đổi sang danh từ thì các em đổi chữ T thành chữ CE. Hay là từ noisy, khi đổi sang danh từ thì các em lại phải đổi chữ bỏ chữ y đi và các em đổi thành chữ y. Và các em lưu ý cách biến đổi từ tính từ sang danh từ ở cái phần mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ cô đã giới thiệu rồi.
Các em xét ví dụ thứ hai. Because the weather is cold, I can't get up early. Sau because đây chúng ta thấy xuất hiện thành phần the cộng với weather, đây chính là danh từ. Is là to be và cold là tính từ. Nếu trong câu xuất hiện thành phần the cộng danh từ cộng to be cộng tính từ thì kem đổi từ because sang because of bằng cách đảo tính từ lên trước danh từ và to be bỏ. Vậy cold kem đảo lên trước từ weather. Và mệnh đề chính kem cũng giữ nguyên. Rồi, cách biến đổi này rất là đơn giản. Cách biến đổi thứ 3. Since he study hard, he get good mark. Sau since ở đây chúng ta thấy xuất hiện he là chủ ngữ, study là động từ. Và kem thấy trong câu hai vế đều có cùng chủ ngữ là he. Vậy kem bỏ chủ ngữ he này đi, ở vế thứ nhất bỏ đi. Đổi động từ này về dạng verb in. Quy tắc thêm đuôi in chúng ta đã được học rồi. Rồi, since sẽ đổi thành because of. Và study đây đổi sang là studying. Hát giữ nguyên, mệnh đề chính giữ nguyên. Rồi, cách biến đổi này là có động từ, kem sẽ đưa động từ về dạng verb in. Cách biến đổi thứ tư. As there is noise pollution, I can't hear anything. Sau liên từ as, đây là có there is. Hoặc ngoài ra kem không có there is hoặc there a hoặc là there was hoặc there were. Kem sẽ bỏ there cộng với những thành phần to be đó đi. Và kem giữ nguyên những thành phần sau there cộng với to be. Và chúng ta sẽ biến đổi như sau. As, cô sẽ đổi thành due to. Hoặc không thích dùng due to, kem có thể dùng owing to cũng được. Bỏ there is đi và giữ nguyên thành phần sau there is. Noise pollution, mệnh đề chính kem. Cách biến đổi thứ tư, kem xét ví dụ. Because it rained heavily, we couldn't go out. Sau because đây là mệnh đề. Mệnh đề này bao gồm chủ ngữ này, động từ này và sau động từ là trạng từ. Kem sẽ biến đổi như sau. Biến đổi từ because sang because of bằng cách bỏ chủ ngữ it đi cho cô và đảo tính từ lên trước danh từ. Thì bây giờ trạng từ kem sẽ đưa về dạng tính từ bằng cách lại bỏ đuôi ly đi. Quy tắc đổi từ tính từ sang trạng từ bằng cách thêm đuôi ly. Bây giờ đưa về dạng tính từ thì kem lại bỏ ly đi. Và động từ kem sẽ đưa về dạng danh từ, từ rain. Danh từ cũng có dạng đó là rain. Mệnh đề chính kem giữ nguyên. Cách thứ 5. Because his leg is broken, he can't go out. Sau because đây chúng ta thấy có thành phần his, đây là tính từ sở hữu. Leg là danh từ. I là to be và broken ở đây là dạng động từ bị động ở dạng be to. Nếu trong câu hoặc kem có thể thay thế ở đây không phải là dạng động từ be to mà là một tính từ thì kem đảo cái tính từ hoặc động từ be to này lên trước danh từ và to be bỏ. Vậy câu này ta sẽ biến đổi từ because sang because of, đó là his broken leg. Và mệnh đề chính kem cũng giữ. Nào, chúng ta chuyển sang phần thứ 3, practice. Kem hãy làm cho cô bài tập thứ nhất. Combine the sentences using the given words in practice. Liên kết câu sử dụng những từ gợi ý trong phần hoặc đơn. Với dạng bài tập này thì kem cần phải xác định cho cô đâu là mệnh đề chỉ lý do. Sau đó kem sẽ đưa liên từ chỉ lý do đứng trước mệnh đề chỉ lý do. Có những câu thì cô sẽ cho mệnh đề chính đứng trước, mệnh đề chỉ lý do ra sau. Với dạng câu như thế này thì công việc của chúng ta chỉ cần thay dấu chấm thành liên từ chỉ lý do. Và chúng ta, ví dụ ở câu 1 chúng ta sẽ viết lại như sau. John is very sad because he failed the final exam. Bạn John, bạn rất là buồn bởi vì bạn ấy trượt kỳ thi cuối cùng. Now sentence 2. Tom gets a lot of money, he works hard. Bạn Tom, bạn ấy kiếm được rất là nhiều tiền bởi vì anh ấy làm việc chăm chỉ. Vậy chúng ta cũng thấy mệnh đề chỉ lý do đứng sau mệnh đề chính. Ta thay dấu chấm thành liên từ because. Now sentence 3. I don't want to eat anything, I am tired. Tớ không muốn ăn thứ gì bởi vì tớ mệt. Câu này cũng mệnh đề chỉ lý do đứng sau mệnh đề chính. Các em thay e
vào vị trí của dấu chấm là xong. Now sentence 4. They sell their house with low price. They feel disappointed. Bởi vì họ bán ngôi nhà của họ với giá rất là thấp, cho nên bây giờ họ cảm thấy rất là thất vọng. Vậy chúng ta thấy xác định câu này, mệnh đề chỉ lý do đứng trước mệnh đề chính. Ta đưa liên từ seen lên trước mệnh đề chỉ lý do và thay dấu chấm thành dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề chỉ lý do và mệnh đề chính. Vậy câu này ta viết là Since they sell their house with low price, they feel disappointed. Now, sentence 5. They spend too much preparing their wedding. They are tired now. Bởi vì họ dành rất là nhiều thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới của họ, cho nên bây giờ họ rất là mệt. Vậy chúng ta thấy đây là mệnh đề chỉ lý do cũng đứng trước mệnh đề chính. Ta đưa liên từ because đặt ở đầu câu và thay dấu chấm thành dấu phẩy là xong. Chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Rewrite the sentences. Viết lại câu. Chúng ta sẽ viết lại câu với từ gợi ý. Với dạng bài tập này thì các em cần phải xác định cho cô đây là cách trường hợp thứ mấy trong 5 trường hợp mà cô đã dạy các em cách rút gọn mệnh đề từ because hoặc e hoặc since sang because of hoặc là due to hoặc là owing to. Now, sentence 1. She didn't go work because she is tired. Từ gợi ý đó là because of. Vậy đây chính là trường hợp thứ nhất trong câu she. Ở đây là đại từ nhân xưng, ta sẽ biến đổi thành tính từ sở hữu là her. Is ta bỏ và tired đổi sang danh từ bằng cách thêm is. Câu này ta viết lại là because of her tiredness, she didn't go to work. Sentence 2. Từ gợi ý đó là due to, nghĩa là ta đổi because thành due to. Và it is dark, đây cũng là trường hợp thứ nhất, đổi tính từ sở hữu is thành đại từ nhân xưng, xin lỗi, đổi đại từ nhân xưng is thành tính từ sở hữu là is. To be is bỏ dark đổi sang danh từ bằng cách thêm is, chúng ta sẽ viết lại là due to is darkness, he couldn't read the newspaper. Sentence 3. Từ gợi ý là owing to. Kem đổi e thành owing to. Và trong trường hợp này là trong câu có tính từ, kem đảo tính từ lên trước danh từ và to be bỏ. Câu này ta sẽ viết là owing to the low salary, we can't work here. Sentence 4. Từ gợi ý là because of. Kem đổi since thành because of. Và đây cũng là trường hợp có tính từ, warm cặp đảo lên trước danh từ climate. Câu này ta viết lại là because of the warm climate, the rice grow well. Sentence 5. Từ gợi ý là due to, nghĩa là đổi because thành due to. Và trong trường hợp này là trong câu có there be, ta sẽ bỏ there be, còn những thành phần sau there be chúng ta giữ nguyên. Câu này ta viết lại là due to a traffic jam, I didn't come in time. Sentence 6. Từ gợi ý là owing to, kem sẽ đổi e thành owing to. Và trong trường hợp này cũng có tính từ, sick, ta đảo lên trước danh từ mother, was bỏ. Câu này ta viết lại là owing to her sick mother, she stayed at home. Now sentence 7. Từ gợi ý là because of, kem sẽ rút gọn because thành because of. Và trong câu này có động từ spend, kem sẽ đưa động từ này về dạng verb in và cùng chủ ngữ là they, kem bỏ chủ ngữ they đi. Câu này ta viết lại là because of spending too much time playing game they. Kem chuyển sang bài tập số 3. Yêu cầu bài tập số 3 là kem hãy về ở nhà kem làm và vợ cho cô. Ở bài tập số 3 cũng là cái dạng bài viết lại câu, nhưng có những câu thì cô lại yêu cầu đổi từ because sang because of. Nhưng có những câu thì lại cô yêu cầu đổi từ because of về dạng because. Thì các em hãy áp dụng những cái quy tắc mà cô đã dạy để các em sẽ làm bài tập này. Vậy về nhà, các em hãy học thuộc cho cô công thức của mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Cách biến đổi từ
từ mệnh đề chỉ lý do sang cụm từ chỉ lý do. Và hãy làm bài tập số 3 và vở chuẩn bị cho cô bài tiếp theo. Buổi sau chúng ta sẽ học về từ nối, đó là các từ and, but, so, therefore và however. Bài học hôm nay đến đây là hết. Goodbye and see you again.